Xin chào quý chị và các bạn nha. Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh quý chị một sản phẩm do chính chủ của em gửi tới quý chị và các bạn đây. Một lô đất tại Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ. Tổng diện tích của lô đất đó là 2.400m. Vâng, mặt đường là khoảng tầm dài 100m. Đường này sắp đổ bê tông quý chị nha. Lô đất này thì đã tách làm hai sổ và mỗi sổ là 400m. Lô đất thì mỗi lô đất là có một cái nhà rồi. Và đây Duy Tùng cùng quý anh chị sẽ cùng quan sát kỹ hơn từng lô đất một nha. Đấy, phía sau mặt đường đây của lô đất đấy là cái đường. Đường này là đường thông. Vâng, thông chạy ra trục quốc lộ 36 đó. Vị trí của lô đất là cách trục quốc lộ 36 khoảng tầm 80m thôi. Đường thông cách khu đô thị Thanh Thủy nó khoảng tầm 6km. Và đấy, phía tay anh chỉ đó là một lô đất. Lô đất bên này là có diện tích là 1029m. Đây, có cái nhà sẵn rồi. Vâng, đây là lô 1029m. Thế đất thoải thoải, view ra một cái ruộng, cánh đồng rất là thoáng. Đây, chúng ta hãy cùng xem kỹ nha. Lô bên này là 1029m, có 400m đất ở. Đấy, phía dưới là ruộng, ruộng có thể mua thêm được để cải tạo thành ao. Đây thì lô đất này phù hợp với nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư, rất ok. Đấy là lô thứ nhất. Và đây là lô thứ hai là 1400m, cũng có một nhà sẵn rồi. Mỗi lô thì mặt đường dài khoảng tầm là gần 50m. Đó, đấy quý anh chị nhìn kỹ không? Trước mặt nó là một cái cánh đồng rất là thoáng. Nhà sẵn rồi. Và ai muốn về đây có nhà sẵn thì cải tạo cũng rất là thoáng. Thế đất rất cao nên là thoáng. Đấy, quý vị, anh chị có thể nhìn kỹ hơn là phía cái ngôi nhà bên kia nó là đường 36. Tuyến 2 của 36 đó. Vị trí thì cách ủy ban xã Thạch Khoán khoảng tầm hơn 1km. Vâng, cách cầu Đồng Quang khoảng tầm 13 km thôi ạ. Vâng, chính chủ em lô đất quý anh chị nha. Tổng diện tích 2.400m, có 800m thổ cư và nằm trọn trong hai sổ, không có đất ngoài sổ. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.